Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay á, Thủy chỉ bảo sẽ làm bánh in. Bánh in thì Thủy cũng có mua bột bánh in trung thu nè. Thì bột này là bột chín sẵn á. Rồi giờ Thủy sẽ đậu xanh này Thủy cũng có nấu sẵn rồi. Giờ Thủy đem đi xay, xay rồi mình xào mình làm bánh in nha. Thì bánh in á, thì Thủy có cái khuôn nè để thôi mình làm cái hình cho nó đẹp á. Mình làm Thủy làm hai màu, màu trắng và màu của lá cẩm. Thì cũng có nấu lá cẩm rồi á. Thôi bảo chồng bà. Đây thì cũng có tí xíu muối và hai ống vani để hơi mình xào cái đậu xanh á, mình để vô cho nó thơm, và muối và đường. Rồi con cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn nha, cùng làm với Thủy bánh in nha. Rồi giờ Thủy vô sẽ xay cái này, xay cho nó mịn lại rồi đem lên mình bắt lên mình xào á, xào lại khô á, rồi mấy giò viên mình làm bánh in. Sau khi Thủy xay ra thì nó mịn như vậy nè. Giờ Thủy sẽ để vô muối nè và hai muỗng đường, rồi Thủy sẽ đem đi xào nha, xào cho nó khô lại. Đậu xanh sau khi Thủy xào trên bếp á thì nó cũng khô ráo lại này nè. Bây giờ Thủy sẽ để cái ống vani vô cho nó thơm á. Rồi Thủy để nguội rồi mình sẽ nấu nước đường để mà trộn cái bột bột bánh in nha. Đây thì Thủy cũng có chuẩn bị một chén nước lỏng nước trắng nè, và bên đây một chén nước đá, lá cẩm á. Thì giờ Thủy sẽ để vô đường để mà nấu nước đường cho nó kẹo lại á. Rồi bên đây Thủy cũng để một chén đường luôn. Thank you.
Tiên Thủy làm á, ông bà cô chú. Đây. Đây, đây, đây. Với cái này. Rồi nhìn thì sẽ để vào lá cẩm nè, phía dưới. Bên đây á là vi trộn nè. Vi trộn hơi hơi nước đường hơi nhiều, nó hơi nhão. Còn bên đây là thủy trộn nè. Mình trộn á là bột qua bánh in á cho nó vừa như vậy thôi, đừng nhão quá không ngon. À, nó còn bời gờ như vậy nè. Mình nắm lại là nó dính như vậy là được à. Còn vi bên đây á, vi trộn hơi nhão. Kinh nghiệm lần sau nha Vi. Kìm hai này chút này, kìm hai này chút. Ừ. Tiếng á mình mới ăn được, nó mới dẻo. Còn mới làm vậy nó không có cái
chưa có được vẽ á, mình ăn không được ngon. Để cho 2-3 tiếng á. Rất là dẻo luôn. Ăn dính nữa rồi. Nó chưa có đè không nổi. Đè không nổi nó không xét. Phải đè vậy nó mới xét nổi. Rồi đổ tôi bầm mà. Đưa nè, chị không rồi. Hồi nãy nó tả lại nó gớt mà sao giờ nó không tả lại cái gì bà? Hả? Nãy nó tả lại nó gớt xuống mà nên giờ nó không tả lại. Dính rồi. Hả? Dính rồi. Nè, Duy Hùng mẹ ơi. Hử? Duy Hùng. Con vô tổng lấy đi, mẹ đang làm mà. Giờ Thủy sẽ lên bên làm một bên màu trắng và một bên màu lá cẩm nha. Cái lớp trên á, nhìn cho nó đẹp. Mẹ ơi, ừ? Mẹ cột giùm ơi. Mẹ đang công chuyện mà, đó mẹ đâu có không nào cột. Mẹ cột giùm ơi, con mới cột. Con mới cột. Ê, vô mượn nội á. Mượn nội á, con mới cột. Mà thì út. Đâu Bảo đưa cho ông bà cô chú coi coi. Bong bóng 5 bàn tay. Mà nó không bay. Một tay. Một tay sao bay được. Bong bóng 5 bàn tay. Yeah. Yeah. Bây giờ còn có một cái cuối cùng à. Mà nó ít, còn ít thì làm cái này nhỏ nha. Người thì sẽ đếm một tí bột bánh in. Bột bánh in này được bao nhiêu cái? Thì hồi nãy một tí bột bánh in rồi mà mình phải ngâm tới nửa ký đậu xanh thì nó dư lắm. Nếu ông bà cô chú nào làm thì một ký bánh in này mình làm khoảng chừng 200 gram đậu xanh là được rồi. À, còn dư đậu xanh nhiều lắm. Cái này phân nửa cái bánh này thôi. Nó nhỏ xíu à. Nó còn bánh nhiều. Bây giờ thì sẽ đếm rồi. Một ký bột bánh in này được bao nhiêu cái nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cái rưỡi. Đây. Ông bà chung
ông bà cô chú anh chị và các bạn thấy Thủy làm lần đầu tiên bánh in như vậy được hay không nha. Thì hôm nay Thủy cũng xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi mẹ con Thủy làm bánh in ở nhà để mà ăn á. Thì một lần nữa Thủy xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú biết sao nha.